tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Hoàng Anh, Tuấn Liêm cùng nhóm biên tập xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với bản tin Canada và thế giới nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Thưa quý vị, đối với quý vị ở tỉnh bang Ontario, đặc biệt là ở miền Nam, hãy ra ngoài tận hưởng bầu không khí đầy nắng và nhiệt độ ấm áp. Ở phần lớn miền Nam Ontario, một số người ở xa phía tây nam Ontario có thể thấy nhiệt độ phá vỡ kỷ lục mốc 30 độ C kỳ diệu. Đây là lần đầu tiên trong năm nay Canada chạm tới ngưỡng nhiệt độ ấm áp đó trong mùa xuân. Trên thế giới, tình hình giao tranh giữa Nga và Ukraine ngày càng khốc liệt. Nga đã công bố sắp triển khai tên lửa mạnh nhất, có thể tấn công hạt nhân vào Mỹ trong đợt nâng cấp vũ khí hạt nhân mang tính lịch sử. Trong khi đó, số phận của những người Ukraine trong nhà máy thép ở thành phố cảng Mariupol vẫn chưa rõ ràng. Các quan chức Ukraine cho biết các lực lượng Nga ở Ukraine đang cố gắng xông vào nhà máy thép này trong nỗ lực nhằm tiêu diệt nhóm binh sĩ bảo vệ Ukraine, là nhóm kháng cự cuối cùng của Ukraine tại một địa điểm mà có giá trị chiến lược và biểu tượng sâu sắc đối với Moscow. Nơi đây cũng có một số dân thường đang ẩn náu. Phụ nữ và trẻ em cho biết trong một video rằng họ đang tuyệt vọng thoát ra ngoài và sắp hết lương thực. Một số người dân đã phải trú ẩn dưới hầm kéo dài cả hai tháng một cậu bé giấu tên trong video đã nói Con rất muốn nhìn thấy mặt trời, đứa trẻ cầu xin. Chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết trong bản tin hôm nay. Và trong bản tin ngày 24 tháng 4 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số tin tức Canada và thế giới đáng chú ý sau đây. Canada đang đứng trước một cuộc suy thoái theo các nhà kinh tế. Canada thu hút một triệu khách du lịch trong một tuần lần đầu tiên kể từ đại dịch giá nhà ở Canada sẽ tiếp tục tăng cao vào năm 2022 và vài năm tới cũng không có dấu hiệu giảm. Người lái xe ở Ontario vẫn phải gia hạn biển số xe nếu không sẽ bị phạt. Một bình luận viên khúc con cầu của giải trẻ ở tỉnh BC bị đuổi và bị cấm trong trận vì bình luận phân biệt chủng tộc. Một nữ học sinh châu Á lớp 9 ở Richmond, tỉnh BC bị đánh nhập viện bởi một nam sinh lớp 11 phân biệt chủng tộc. Cảnh sát RCMP thu giữ 1 triệu đô la gồm các tiền giả 100 đô la ở Gatineau. Ukraine lại bị tấn công nặng nề tại nhiều khu vực, Nga tìm cách kiểm soát hoàn toàn miền nam Ukraine. Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga đang có kế hoạch chiếm lấy các nước khác. Một người đàn ông thiệt mạng sau khi tự thiêu trước tòa nhà tòa án tối cao Hoa Kỳ. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết ít nhất một trẻ em đã chết sau khi gia tăng các trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em. Các ca mắc sốt xuất huyết ở Sài Gòn gia tăng đã có hai trường hợp tử vong. Hãng đồ chơi Mattel ra mắt búp bê Bobby phiên bản nữ hoàng Anh nhân kỷ niệm năm thánh bạch kim của bà. Cùng một số tin tức đáng chú ý khác, sau đây là bản tin chi tiết mở đầu với phần tin Canada. Mời quý vị theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Canada thu hút một triệu khách du lịch trong một tuần đầu tiên kể từ đại dịch. Hôm thứ Sáu, dữ liệu của chính phủ cho thấy Canada đã thu hút hơn một triệu khách du lịch trong một tuần đầu tiên kể từ khi đại dịch xảy ra, vì sự nới lỏng các hạn chế biên giới COVID-19 đã khuyến khích khách quay trở lại Canada. Khi bước vào mùa nghỉ hè cao điểm, các nhà điều hành tour du lịch đang đạt cược vào sự hồi sinh được thấy trong tuần đầu tiên của tháng 4 sẽ tăng tốc, du lịch là một trong những ngành tồi tệ nhất bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Canada đã áp dụng một số biện pháp biên giới nghiêm ngặt nhất để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Nhưng mà sau khi Ottawa bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với những du khách đã tiêm phòng bắt đầu từ tháng 4, các công ty du lịch bắt đầu nhận thấy lượng du khách tăng lên. Cơ quan dịch vụ biên giới Canada gọi tắt là CBSA cho biết hơn một triệu du khách đã được nhập cảnh vào Canada trong tuần

GDP của Canada. Đánh giá chi tiêu sắp tới của Canada sẽ không cắt giảm các chương trình xã hội. Chính phủ tự do muốn nhấn mạnh rằng mục tiêu của đợt ra soát chi tiêu liên bang sắp tới không phải là để cắt giảm các chương trình xã hội, trong khi những người ủng hộ bình đẳng giới muốn bảo đảm rằng chính phủ không bỏ rơi phụ nữ và những người không được xã hội quan tâm. Ngân sách mới nhất của chính phủ liên bang được công bố vào đầu tháng này đã thông báo về việc đánh giá chi tiêu đối với các chương trình và chính sách của mình. Đánh giá nhằm tìm ra khoản tiết kiệm 6 tỷ đô la trong 5 năm và 3 tỷ đô la mỗi năm vào năm 2026. Jessica Erichu, người phát ngôn của văn phòng Bộ trưởng Tài chánh Christian Freeland cho biết các thông số của quá trình xem xét sẽ được phát triển trong những tháng tới. Tuy nhiên, chính phủ không có ý định cắt giảm các chương trình xã hội hiện có. Giá nhà ở Canada sẽ tiếp tục tăng vào năm 2022 và vài năm tới cũng không có dấu hiệu giảm. Tình hình có vẻ không tốt cho những người muốn mua nhà vì giá nhà tại Canada dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong năm nay và khả năng chi trả sẽ giảm trong vài năm tới. Theo báo cáo của triển vọng thị trường nhà ở mới nhất do Tổng Công ty Nhà và Thế chấp Canada, còn tắt là CMHC, công bố vào ngày 21 tháng 4, tốc độ gia tăng sẽ tiếp tục tăng vào năm 2022 so với mức trung bình dài hạn. Tuy nhiên, những chi phí này sẽ ở mức vừa phải so với mức cao nhất của năm 2021. Dự báo giá nhà trung bình vào năm 2022 sẽ dao động trong khoảng 740.000 700 đô la cho đến 782.400 đô la trên toàn quốc. cmhc cho biết Ontario, Quebec và BC có nhiều khả năng sẽ ở mức giá tăng mạnh nhất trong năm nay, nhưng mà mức tăng trưởng dự kiến sẽ chậm lại vào cuối năm 2024. Vào cuối năm 2023 hoặc là đầu năm 2024 thì tốc độ tăng giá nhà trên toàn quốc sẽ phù hợp hơn với các mức trung bình trong lịch sử những thay đổi về giá nhà của Canada có thể sẽ được dẫn đầu bởi thị trường nhà ở tại Vancouver, Toronto, Montreal và Ottawa. CMHC dự đoán rằng giá trung bình vào năm 2023 sẽ từ 743.000 cho tới 831.000 và giá trung bình vào năm 2024 sẽ là từ 756.500 cho tới 867.800. Canada đang đứng trước một cuộc suy thoái theo các nhà kinh tế dự đoán. Đa số các nhà kinh tế được khảo sát bởi Finder nói rằng Canada đang đứng trước một cuộc suy thoái và chúng ta có thể dự kiến nó sẽ xảy ra bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến đầu năm 2024. Hầu hết tin rằng nó sẽ xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2023 và một phần tư khác cho rằng điều đó sẽ mất một năm để xảy ra. Các nhà kinh tế trích dẫn đại dịch lạm phát và tăng lãi suất là những lý do tại sao Canada đã trong thời điểm chín mùi cho một cuộc suy thoái. Fider đã giải thích cách các nhà kinh tế cố gắng đưa ra mốc thời gian suy thoái. Theo một chuyên gia, Canada sẽ có một mùa hè bình thường khi các hạn chế về đại dịch được dỡ bỏ. Nhưng một biến thể COVID-19 mới có thể sẽ xuất hiện vào mùa thu, đưa chúng ta vào con đường suy thoái vào thời điểm này năm sau mức lạm phát hiện đã đạt mức 6,7% vào tháng 3 và tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 1 năm 1991 cũng sẽ góp phần làm ảnh hưởng. Điều đó đang gây áp lực lên ngân hàng Canada trong việc giữ cho lãi suất tăng cao hơn, làm tăng thêm rủi ro suy thoái. Thật vậy, nhiều nhà kinh tế nói với Fider rằng họ dự kiến sẽ tăng lãi suất mạnh mẽ trong năm tới. Trong số những người được khảo sát, đa số tin rằng chúng ta sẽ chứng kiến ít nhất 4 lần tăng lãi suất nữa trong năm nay. Theo ông Philip Cross, là thành viên cấp cao của McDonald Laurier Institute, cho biết tỷ giá tăng cùng với lạm phát sẽ khiến chúng ta rơi vào tình trạng suy thoái bắt đầu từ 6 tháng cuối năm năm 2023. Còn ông Merced Chowdhury, một phó giáo sư tại Đại học New Brunswick, tiên đoán sự suy thoái sẽ không xảy ra cho đến đầu năm 2024. Ông nói nó phần lớn phụ thuộc vào các vấn đề bên nguồn cung sẽ kéo dài như thế nào và sự leo thang của cuộc chiến Nga và Ukraine. Tuy nhiên, đối với tất cả nhà kinh tế học cho rằng suy thoái đã cận kề. 41% khác cho rằng chúng ta sẽ không rơi vào suy thoái trong ít nhất 2 hoặc 3 năm nữa. Đó là quan điểm của ông Derek Holt, là phó chủ tịch kim trưởng bộ phận thị trường vốn tại Bank. Một đoàn xe mô tô Rolling Thunder Ottawa dự kiến sẽ lăn bánh đến Ottawa để biểu tình. Một nhóm biểu tình khác đang lên kế hoạch biểu tình âm ỉ khắp Ottawa vào cuối tuần tới và trong khi không rõ đoàn mô tô Rolling Thunder Ottawa đang phản đối điều gì, họ dự định công khai sự hiện diện của mình. Nhóm mô tô dự kiến có mặt tại Ottawa vào ngày 29 tháng 4 và thành phố cùng cảnh sát trưởng lâm thời cho biết họ đã biết về cuộc biểu tình. Một số chi tiết về cuộc biểu tình đã được biết, nhưng dự kiến nhóm có thể ở lại Ottawa cho đến ngày 1 tháng 5 với các cuộc biểu tình được lên kế hoạch trên đồi quốc hội. Các cuộc biểu tình di chuyển chậm và dừng lại ở đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia để đặt vòng hoa. Dự kiến sẽ có từ 500 đến 1.000 người tham gia và nó đang gây ra nhiều lo ngại cho người dân và doanh nghiệp trong khu vực. Trong một tuyên bố hôm thứ Năm, Sở Cảnh sát Ottawa cho biết chúng tôi tiếp tục chuẩn bị cho cuộc biểu tình theo kế hoạch vào ngày 29 và 30 tháng 4. Cảnh sát trưởng tạm thời là ông Steve Bell sẽ cung cấp thông tin cập nhật về sự chuẩn bị của cảnh sát cho đoàn xe trong cuộc họp của Ban Dịch vụ Cảnh sát Ottawa vào thứ Hai. Không rõ những người biểu tình muốn gì, nhưng chúng ta có thể dự kiến trước những lá cờ Canada, những lời hô hào về tự do và những bản hiệu chống Thủ tướng Trudeau. những người lái xe ở tỉnh Ontario vẫn phải gia hạn biển số xe nếu không sẽ bị phạt. Khi chính quyền Ontario bỏ việc dán biển số xe, nhiều người tài xế nghĩ rằng họ không còn phải gia hạn biển số nữa, nhưng thật sự lại không phải như thế. Hai ngày trước, cô Gail Salmon, 82 tuổi, đã nhận được một khoản tiền phạt từ cảnh sát Quebec qua đường bưu điện. Biển số Ottawa của bà ấy gần đây đã hết hạn và bà ấy không biết rằng mình cần phải gia hạn chúng. Khi bà Salmon gọi điện cho chính quyền Ontario để biết thêm thông tin, họ đã thông báo với bà rằng bà cần kiểm tra hạng của biển số xa. Bà đã bị sốc khi thấy vé phạt vì bà không có tới Quebec gần đây. Nhưng rồi bà nhớ ra bà đã cho hàng xóm mượn xe hai tuần trước để tới Quebec. Và đó cũng là lúc cảnh sát địa phương nhìn thấy nhãn dán biển số quá hạn và kiểm tra biển số của bà Khoản tiền phạt là gần 500 đô la cho những chiếc biển số quá hạn. Mặc dù chính quyền Ontario đã loại bỏ nhãn dán và phí dán biển số, nhưng người lái xe vẫn phải gia hạn biển số nếu biển số đã hết hạn. Tỉnh Ontario sẽ không gửi thông báo qua đường bưu điện nữa, nhưng người lái xe có thể truy cập trang web của chính phủ Ontario và đăng ký để nhận thông báo ngày hết hạn dưới dạng tin nhắn hoặc là email. Người lái xe có tùy chọn, gia hạn một hoặc hai năm và không mất phí để gia hạn, nhưng nó vẫn cần phải được thực hiện. Các cuộc truy đuổi của cảnh sát đã gây ra 77 cái chết trong hơn một thập kỷ ở Canada. Theo một nghiên cứu của cơ quan giám sát công cộng độc lập, 77 người đã chết trong các cuộc truy đuổi của cảnh sát trong khoảng thời gian 10 năm tại Canada. Nghiên cứu đã phân tích 871 vụ truy đuổi liên quan tới cảnh sát hoàng gia RCMP và các lực lượng cảnh sát khác trên toàn quốc. Nó đã phát hiện ra rằng các sĩ quan đã bị thương trong 7% các cuộc truy đuổi mà các nhà nghiên cứu đã xem xét. Người lái xe và hành khách trên các phương tiện bỏ chạy đã bị thương trong 23% các vụ truy đuổi, trong khi các bên vô tội bị thương trong 10% các vụ. Robin Parseval, là người phát ngôn của trụ sở RCMP tại Ottawa cho biết, RCMP nhận thấy rằng các cuộc truy đuổi của cảnh sát có thể gây nguy hiểm cho công chúng và sự an toàn của cảnh sát. Vào năm 2021, RCMP đã sửa đổi chính sách điều hành phương tiện khẩn cấp để quy định rằng cảnh sát hoàng gia chỉ có thể bắt đầu các cuộc truy đuổi một khi họ tin rằng nghi phạm đã thực hiện hoặc là sắp thực hiện một hành động bạo lực nghiêm trọng và nếu không được bắt giữ ngay lập tức chúng sẽ gây ra những rủi ro lớn hơn cho an toàn công cộng chính sách mới cũng yêu cầu tất cả các thành viên rcmp tuyến đầu phải hoàn thành khóa học trực tuyến về vận hành xe khẩn cấp trước đây thì chỉ có những người giám sát mới được yêu cầu tham gia khóa học xe tải chở sữa bị lật khiến cho quốc độ 416 đi về hướng Nam bị đóng cửa ở đầu phía Nam. Theo bản tin từ Ottawa cho biết, một người đã được chở tới bệnh viện sau khi một chiếc xe tải chở hàng bị lật ngay đoạn Cosambi ở đầu phía Nam của khu vực. Dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến phần đường đi về phía Nam của xa lộ 416 tại đường Roger Stephen Drive vào sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 4 sau khi một chiếc xe tải chở sữa bị lật lực lượng cứu hỏa cho biết họ đã chẩn đoán và điều trị cho một người ngồi ở trong xe. người này trước đó đã có thể tự ra khỏi xe. cá nhân viên y tế Ottawa đã tiếp nhận và bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện với vết thương nhẹ. cảnh sát Ottawa kể từ đó đã đóng đường để tiến hành điều tra và tiếp tục dọn dẹp và cũng trên tuyến cao tốc 416. Một vụ tai nạn thứ hai đã xảy ra trên quốc lộ này hôm thứ Bảy, khiến cho hai người bị thương nặng. Các nhân viên y tế Ottawa nói rằng hai người đã được đưa đến bệnh viện sau một vụ tai nạn trên cao tốc 416 gần với West Hunt Club Road vào đầu giờ chiều ngày thứ Bảy. Đây là vụ tai nạn lớn thứ hai trong ngày xảy ra trên tuyến 416 sau khi vụ đầu kéo chở sữa bị lật. Các nhân viên y tế nói rằng họ đã nhận được cú gọi về vụ tai nạn gồm một chiếc xe ngay sau lúc 12 giờ 30 chiều. Cả hai bệnh nhân đều trong tình trạng nghiêm trọng nhưng mà ổn định, không có thông tin chi tiết nào khác về họ. Lực lượng cứu hỏa Ottawa đã phải dỡ bỏ nóc xe để giải thoát một người đang bị mắc kẹt. Bệnh viện Ottawa yêu cầu thành phố đầu tư 150 triệu đô la để hỗ trợ Civic Campus mới. Bệnh viện Ottawa đang đề nghị thành phố cung cấp thêm ngân sách khi tiến hành phát triển khu vực Civic Campus mới. Vào thứ Ba ngày 3 tháng 5, Ủy ban Tài chính và Phát triển Kinh tế của thành phố sẽ nghe yêu cầu từ bệnh viện. Ủy ban sẽ yêu cầu đóng góp cổ phần một lần của địa phương lên đến 150 triệu đô la để giúp tiếp tục xây dựng dự án 2,8 tỷ đô la trên đại lộ Carlin gần Downs Lake. Civic Campus sẽ là bệnh viện nghiên cứu và giảng dạy hiện đại lớn nhất ở Canada và là nơi bệnh nhân sẽ được chăm sóc với công nghệ đẳng cấp thế giới, ủy ban cho biết. Các dịch vụ cấp cứu và chấn thương chuyên môn cao sẽ điều trị các chấn thương và bệnh tật phức tạp nhất cho các bệnh nhân từ phía đông Ontario, phía tây Quebec và Nunavut. Báo cáo nói rằng dự án sẽ thúc đẩy đáng kể nền kinh tế Ottawa và dự án sẽ bơm gần 2 tỷ đô la vào nền kinh tế địa phương, đóng góp 1,24 tỷ đô la vào thu nhập lao động của Ottawa và sẽ tạo ra hoặc là duy trì việc làm tương đương với khoảng 4.000 công việc toàn thời gian mỗi năm. Phần lớn chi phí đến 90% cho khuôn viên mới sẽ do chính phủ Ontario chi trả, tương đương 2,1 tỷ đô la. Quỹ Bệnh viện Ottawa và Bệnh viện được yêu cầu thanh toán các chi phí còn lại Đầu tuần này, quỹ của Bệnh viện Ottawa đã khởi động một chiến dịch gây quỹ cho những chi phí đó với mục tiêu đạt 500 triệu đô la. Việc xây dựng nhà để xe của bệnh viện dự kiến sẽ bắt đầu trong năm nay, với khuôn viên mới dự kiến mở cửa vào năm 2028. Một bình luận viên da màu của giải khúc cung cầu trẻ ở tỉnh BC đã bị đuổi giữa chừng trong trận đấu vào thứ Sáu sau khi đưa ra những bình luận phân biệt chủng tộc về một cầu thủ trong khi phát sóng. Các ý kiến được đưa ra trong nửa hiệp thứ hai của trận đấu loại trực tiếp giữa đội chủ nhà Albany Valley Bulldogs và Langley Rivermen. Trong một tình huống tạm dừng, có thể nghe thấy bình luận viên Bruce McDonald đặt câu hỏi về việc liệu tiền đạo Owen Kim của Riverman có thể nói tiếng Anh hay không? Bình luận viên tình huống Alvin Hammond ngay lập tức trả lời, nói thế là hơi quá rồi. Cả ông McDonald và ông Hammond đã xin lỗi sau đó trong trận đấu. Đội khúc cung cầu đã hành động nhanh chóng. Đội Bulldogs đã bỏ ông McDonald khỏi chương trình phát sóng và đưa ra một tuyên bố xin lỗi và nói rằng ông ta đã bị cấm tham gia các chương trình phát sóng trong tương lai Chủ tịch của Bodox là David Marshall nói rằng lời xin lỗi của ông McDonald là tốt, nhưng chỉ thế thôi là chưa đủ. Ông nói, chúng tôi đã treo một biểu ngữ dài 70 feet trong sân của chúng tôi nói rằng phân biệt chủng tộc không có chỗ trong môn khúc công cầu. Và vì vậy, khi tôi nghe những bình luận như thế được đưa ra, không có gì phải bàn cãi cả. Ông Bruce không thể là một phần của tổ chức của chúng tôi nữa, Chủ tịch Mitchell cho biết mình cũng đã đến phòng thay đồ của Langley sau trận đấu để đích thân xin lỗi Kim. Trong một tuyên bố được đăng trên Twitter vào thứ Bảy, bình luận viên McDonald cho biết ông đã xin lỗi tổ chức Rivermen và đang cố gắng liên hệ với vận động viên Kim. Ông nói tôi vô cùng xin lỗi vì những tổn thương mà tôi đã gây ra cho Owen Kim, gia đình anh ấy và bất kỳ ai khác bị ảnh hưởng bởi những gì tôi đã nói. Thi thể thứ hai được tìm thấy trong quá trình phá hủy khách sạn Winters ở Gastown. Cơ quan cứu hỏa và cứu hộ Vancouver cho biết, một thi thể thứ hai đã được tìm thấy trong quá trình phá dỡ khách sạn Winters ở Gastown ở Vancouver. Một đám cháy kinh hoàng đã xảy ra tại khách sạn ở đường Abbott và Water vào ngày 11 tháng 4 khiến tòa nhà mất an toàn. Dịch vụ cứu hỏa và cứu hộ Vancouver cho biết Mặc dù các đội thường thực hiện hai cuộc tìm kiếm những người cư ngụ trong đám cháy, nhưng các đội chưa bao giờ có thể thu dọn tòa nhà hoàn toàn sau vụ hỏa hoạn đó. Theo tuyên bố từ dịch vụ cứu hỏa và cứu hộ Vancouver, đám cháy lan quá rộng và tình huống được cho là quá nguy hiểm để cho phép các nhân viên cứu hỏa vào các khu vực từ tầng 2 nơi bắt nguồn của đám cháy trở lên, có nghĩa là lệnh all clear, tạm dịch là đã không còn người mắc kẹt đã chưa được đưa ra các nhân viên cứu hỏa đã phải sử dụng một cuộc tấn công phòng thủ đối với ngọn lửa và đã chỉ có thể thực hiện một cuộc tìm kiếm trước khi tiếp tục dập tắt ngọn lửa từ bên ngoài. Nguyên nhân của cả hai cái chết vẫn chưa được xác định. Đội khám nghiệm tử thi của tỉnh British Columbia đã được gọi đến. Một cuộc điều tra sơ bộ cho thấy hệ thống phun nước tại khách sạn đã bị tắt 3 ngày trước đó, sau khi một vụ cháy trước đó vào ngày 8 tháng 4 đã làm tắt nó Tuy nhiên, đến ngày 11 tháng 4, hệ thống phun nước vẫn chưa được khắc phục. Các quan chức cho biết dường như những ngọn nến không được giám sát là nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn vào ngày 11 tháng 4, được coi là tình cờ. Hàng chục người buộc phải rời khỏi tòa nhà khi ngọn lửa bùng phát vào thứ hai tuần trước. Năm người đã được đưa đến bệnh viện và năm người dân được cứu sống. Việc phá dở tòa nhà đã bắt đầu vào thứ năm sau một số lần trì hoãn. Ngoài hàng chục người phải di dời, nhiều cơ sở kinh doanh trong khu vực, bao gồm cả một số doanh nghiệp trong chính tòa nhà đã bị ảnh hưởng. Một nữ sinh lớp 9 người châu Á tại Richmond, tỉnh BC bị đánh đến phải nhập viện bởi một nam sinh viên lớp 11 phân biệt chủng tộc. Một nữ sinh lớp 9 đã bị sưng tấy mặt, thâm mắt và bị chấn động vào đầu. Trong một vụ tấn công được cho là tại trường trung học Richmond ở tỉnh British Columbia của cô ấy vào thứ Năm, em Janice cho biết sau khi kết thúc một lớp học ở trường trung học Hugh Boyd, cô ấy đang đi bộ vào căng tin để ăn trưa thì một học sinh mà cô ấy gọi là bạn của một người bạn đã đẩy cô ấy. Cô bé 14 tuổi này nói rằng cô đã cố gắng bỏ đi để tránh cậu bé 17 tuổi. Nhưng Si khẳng định cậu học sinh lớp 11 đã không tha cho cô bé. Ngay trước đó anh ấy đã la hét và hét vào mặt tôi. Rồi sau đó anh ấy nói rằng Tất cả người châu Á đều xấu xí và anh ấy ghét tất cả người châu Á, cô kể lại. Sau đó cô ấy nhớ mình bị đấm một cái và đó là khi cô ấy mất trí nhớ. Cô bé kể, bạn bè của tôi nói với tôi rằng anh ta đã đè lên người tôi và đấm tôi. Bạn bè của tôi đã cố gắng kéo anh ta ra khỏi nhưng không thể và anh ta bắt đầu đá tôi và đấm tôi và đó là khi đầu tôi đập vào tường. Si nói rằng cô ấy đã nhiều lần ngất rồi lại tỉnh trong cuộc tấn công. Cho đến khi cô ấy bị bao vây bởi các giáo viên và bạn bè, cố gắng kiểm soát tình hình. Theo Si, cô tin rằng mình bị tấn công vì bị cậu bé lớp 11 tin rằng Si đã tung tin đồn về việc anh ta thích một cô gái, nhưng Si khẳng định cô không làm như vậy. Cô nói, anh ấy đã nghĩ tôi đã nói với một cô gái rằng anh ấy thích cô ấy, nhưng tôi đâu có làm thế, tôi không hiểu sao anh ấy lại nghĩ thế, tôi còn chưa bao giờ nói chuyện với anh ta. Các nhân viên y tế cuối cùng đã đến và đưa Si đến bệnh viện nơi cô được điều trị vì chấn động vào đầu. Cô bé kể thêm, tôi nghĩ rằng các nhân viên y tế đã đến vì bạn bè của tôi nói rằng, anh ta vẫn lao vào đè tôi và vẫn tiếp tục đấm tôi sau khi tôi ngất đi. Sau khi họ kéo anh ta ra, rõ ràng anh ta đã cố gắng quay lại và bắt đầu đá tôi. Theo Tim Sorenson, cha của Si, phải đến khi bạn bè của Si nhắn tin cho cha mẹ cô để nói rằng Si đã bị hành hung và đưa đến bệnh viện, họ mới biết chuyện gì đã xảy ra với con gái mình. Ông Sorenson nói, khi tôi đến nơi và nhìn thấy con gái tôi trên sàn và có vẻ như nó khó thở, tôi đã nói, cái quái gì vậy? Theo học khu Richmond số 38, ban giám hiệu đã tham gia vào cuộc hành hung ngay lập tức, mặc dù không liên lạc với phụ huynh của Si. Cha của Si nói rằng, ông lo lắng việc thiếu quy trình thông báo cho cha mẹ có thể làm trầm trọng thêm một tình huống vốn đã nghiêm trọng. Gia đình Si đã tiến hành cáo buộc tội và cảnh sát hoàng gia RCMP đang điều tra vụ tấn công. Trong một tuyên bố, cảnh sát hoàng gia Richmond nói rằng họ đang làm việc với khu học chánh để điều tra vụ hành hung. Tuy nhiên, họ không thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào về kẻ tấn công 17 tuổi theo đạo luật tư pháp hình sự thanh niên. Học khu đã xác nhận rằng cậu bé 17 tuổi đã không đi học, tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu cậu có bị đình chỉ hay bị đuổi học hay không. Mặc dù Si vẫn đang hồi phục vết thương nhưng cô cho biết mình không sợ trở lại trường. Do vết thương của tôi, tôi cảm thấy rất đau khi ăn, nhưng tôi cảm thấy thoải mái hơn khi đến trường vì tôi đã nói chuyện với bạn bè của mình và họ nói rằng họ sẽ đi bộ với tôi và họ sẽ ở lại với tôi cả ngày nếu tôi cần. Thổ hiến Kenny tin vào chiến thắng của cuộc bỏ phiếu lãnh đạo. Thổ hiến Aurora chỉ sinh Kennedy cho biết, ông nóng lòng chờ đợi kết quả của cuộc bỏ phiếu lãnh đạo mà ông tin rằng mình sẽ thắng và kêu gọi các bên trong nội bộ hãy dừng việc chê bai công khai. Ông Kennedy cũng nhắc lại rằng nếu mà ông giành chiến thắng trong cuộc đánh giá vào ngày 18 tháng 5 và tiếp tục trở thành nhà lãnh đạo, một ngày phán xét nghiêm khắc sẽ đến với các thành viên hợp kính bất đồng chứng kiến, những người không ủng hộ ông và đảng bảo thủ thống nhất của ông. Ông chia sẻ tôi yêu cầu tất cả mọi người, bất kể quan điểm của họ về tương lai của đảng như thế nào, hãy cố gắng giữ nó trong lòng. Tập trung và để các thành viên quyết định và sau đó chúng ta sẽ xử lý bằng cách này hoặc là cách khác. Ông Kenny cần ít nhất 50% phiếu ủng hộ cộng với một phiếu để tiếp tục là người dẫn đầu trong cuộc bỏ phiếu hoặc là một cuộc đua lãnh đạo sẽ được tổ chức. Gần 60.000 đảng viên đang nhận được các lá phiếu và phải được gửi lại trước ngày 11 tháng 5 và kết quả công bố vào ngày 18 tháng 5. Tỉnh Alberta tăng tài trợ cho nhiều ca phẫu thuật đục thủy tinh thể ở các cơ sở tư nhân. Chính phủ Alberta cho biết họ sẽ tài trợ thêm 25% các ca phẫu thuật đục thủy tinh thể trong năm nay tại các cơ sở phẫu thuật do tư nhân điều hành nhằm nỗ lực giảm thiểu các ca phẫu thuật tồn động. Bộ trưởng Y tế là ông Jason Coppin cho biết, tỉnh sẽ tài trợ 35.000 ca phẫu thuật mắt, tăng từ 28.000 ca. Sự gia tăng này sẽ tạo ra không gian trong phòng phẫu thuật, trong các bệnh viện và giảm thời gian chờ đợi phẫu thuật bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Nguồn tài trợ đến từ một chương trình sáng kiến phẫu thuật trị giá 133 triệu đô la mà chính phủ bảo thủ thống nhất đã công bố trong ngân sách gần đây của mình. một người chết và một người khác bị thương nặng trong vụ tai nạn máy bay ở phía tây Calgary. Những đội ứng cứu khẩn cấp đã được gọi vào hôm thứ Sáu tới một hiện trường vụ tai nạn máy bay chết người ngay bên ngoài sân bay Springbank gần quốc lộ 1, phía tây thành phố Calgary ở hạt Rockyville. Phi công, một người đàn ông 45 tuổi đã chết tại hiện trường và các nhân viên y tế đã nhanh chóng đưa hành khách, một phụ nữ 22 tuổi, đến bệnh viện với những vết thương nguy hiểm đến tính mạng, cảnh sát cho biết trong một tuyên bố tối thứ Sáu. Các thành viên của trạm cứu hỏa Springbank cũng có mặt tại hiện trường. Ông Chris Krapsky, người phát ngôn của Ban An toàn Giao thông Canada, nói rằng chiếc máy bay được đăng ký tư nhân, Muni M20K, đang thực hiện một chuyến bay địa phương từ sân bay Springbank trước khi nó lao xuống đất vào khoảng 3 giờ 17 chiều. Cảnh sát RCMP cho biết cả thân và cánh máy bay đều bị hư hại. Cả sân bay quốc tế và Springbank đều do cơ quan sân bay Calgary điều hành. RCMP thu giữ 1 triệu đô la gồm các tờ tiền giả 100 đô la tại Cartona. Một gói hàng bị chặn bởi cơ quan dịch vụ biên giới Canada đã dẫn tới vụ bắt giữ tiền giả lớn nhất trong hơn 20 năm tại Canada. Theo bản tin từ cảnh sát, hoàng gia RCMP vào ngày thứ sáu, ngày 22 tháng 4, các nhà chức trách đã thu giữ 1 triệu đô la Canada tiền giả tại biên giới, dẫn đến một người đàn ông và một phụ nữ đã bị bắt và thẩm vấn sau khi khám xét được thực hiện tại một ngôi nhà tại casino. Ngoài ra, một số thiết bị điện tử cũng bị thu giữ và cả hai dự kiến sẽ phải đối mặt với cáo buộc trong những ngày tới cuộc điều tra cho thấy những tờ tiền giả đã được nhập khẩu từ nước ngoài thông qua một trang web. Cục chống hàng giả quốc gia gọi tắt là NACP thuộc dịch vụ phòng thí nghiệm pháp y e, quốc gia của RCMP, đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra và tiêu hủy các loại tiền giả thu giữ ở Canada đã xác định các tờ tiền này là tiền mới. Một vụ bắt tiền giả lần cuối ở Canada với quy mô như thế này là vào năm 2001. Tại tỉnh New Brunswick, lãnh đạo đảng đối lập và phụ huynh kêu gọi mang các quy định khẩu trang trở lại lớp học. Một phụ huynh ở tỉnh New Brunswick mô tả cảm giác được minh oan sau khi đọc qua báo cáo được công bố gần đây từ cơ quan ủng hộ thanh thiếu niên và trẻ em Child and Youth Advocate của tỉnh về quyết định dỡ bỏ các biện pháp COVID-19 trong lớp học. Anh John Gunn có hai đứa trẻ đang tuổi đi học. Một trong số chúng đã chờ đợi từ tháng 9 cho cuộc phẫu thuật. Đã bị hủy bỏ 6 lần. Trong đó gần đây nhất là vì đứa trẻ bị nhiễm COVID-19 chỉ sau 3 ngày đến lớp học. Anh Gunn nói, trong khi đó con tôi là người đeo một chiếc mặt nạ N95 dành cho trẻ em và bé cũng là đứa trẻ duy nhất trong cả lớp đeo khẩu trang. Báo cáo của tổ chức Child and Youth Advocate là Kelly Lambrock liệt kê 8 khuyến nghị, bao gồm yêu cầu tổ chức y tế công cộng xem xét lại quyết định dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong trường học và một quyết định phù hợp về việc này phải được ban hành trước ngày 21 tháng 5. Một khuyến nghị khác trong báo cáo là cần phải có quy trình rõ ràng cho lãnh đạo nhà trường khi học sinh phải xét nghiệm, báo cáo hoặc là nghỉ học vì phơi nhiễm, có triệu chứng hoặc là xét nghiệm dương tính. Liên quan đến đồng đô la Canada, đồng đô la Canada đã giảm tuần thứ tư bất chấp chính sách chiều hâu của ngân hàng trung ương. Đồng đô la Canada hôm thứ Sáu đã công bố mức giảm mạnh nhất trong năm tháng khi giá dầu giảm và các nhà đầu tư cân nhắc triển vọng tăng lãi suất lớn của Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Canada để giải quyết lạm phát, đồng loonie giảm 1% xuống 1,2710 mỗi 1 đô la Mỹ, tương đương 78,68 cent của Hoa Kỳ, là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Tiền Canada chạm mức đáy kể từ ngày 16 tháng 3 ở mức 1,2726 và giảm 0,8% trong tuần, là tuần giảm thứ tư liên tiếp. Giá dầu, một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Canada bị gánh nặng bởi triển vọng lãi suất cao hơn, tăng trưởng toàn cầu yếu hơn và việc đóng cửa vì COVID-19 ở Trung Quốc đã làm ảnh hưởng đến nhu cầu. Dầu thô giao sau của Mỹ giảm 1,7% ở mức 102,07 đô la Mỹ một thùng. Ngân hàng Trung ương Canada đã tăng trong chu kỳ thắt chặt hiện tại thêm 50 điểm cơ bản, chỉ trong một động thái. Ngân hàng Trung ương Canada có thể xem xét một mức tăng lãi suất thậm chí còn lớn hơn, theo thống đốc Tiff McClellan cho biết. Hãy chuẩn bị ra ngoài đón ánh nắng ấm áp trên khắp Ontario vào Chủ nhật hôm nay. Không khí ấm nhất trong năm của Canada sẽ lan tỏa khắp miền Nam Ontario vào Chủ nhật hôm nay khi một số vùng đạt lên mốc 30 độ C. Thời tiết ấm áp đang tới sẽ dẫn đến một khoảng thời gian sương mù cho hầu hết các khu vực vào buổi sáng. Hãy thận trọng nếu bạn ra ngoài và đi trong sương mù vì tầm nhìn có thể thay đổi nhanh chóng trong khoảng cách ngắn. Nhiệt độ sẽ ấm lên nhanh chóng trong ngày cho phép sương mù tan và bầu trời quang đảng chiếm ưu thế. Bầu trời đầy nắng và gió đông nam sẽ kết hợp với nhau để đẩy nhiệt độ vào khoảng 20 độ C ở phần lớn nội địa miền Nam Ontario. Một số người ở xa phía tây nam Ontario có thể thấy nhiệt độ phá vỡ mốc 30 độ C kỳ diệu, lần đầu tiên trong năm nay Canada chạm tới ngưỡng đó. Thật không may thì nước lạnh của hồ Lake Erie và Lake Ontario sẽ khiến nhiều vùng ven hồ khá lạnh. Đối với một số khu vực, đặc biệt là ở tây nam Ontario, Thứ hai sẽ là một trong những ngày mà nhiệt độ cao vào sáng sớm. Sự ấm áp sẽ chấm dứt đột ngột khi một hệ thống thời tiết lạnh quét qua miền Nam Ontario từ phía tây, khiến nhiệt độ giảm xuống suốt cả ngày. Mưa rào rải rác sẽ đi kèm khi nó đi qua tỉnh. Chúng ta sẽ thấy nhiệt độ buổi chiều dao động trong từ 10 tới 20 độ cho phần lớn khu vực. Từ thứ ba cho tới sau đó, không khí mát và lạnh sẽ quay trở lại vào giữa tuần. Nhiệt độ sẽ rơi vào khoảng 10 độ C vào thứ tư. Ngoài ra thì đợt không khí trái mùa sắp tới sẽ khiến London và Inuvik dự kiến sẽ có nhiệt độ cao nhất khoảng 2 độ C vào thứ tư. Đợt thời tiết trái mùa này có vẻ sẽ tiếp tục kéo dài đến đầu tháng 5. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật đúng chuông thông báo để đón theo dõi những video mới tiếp theo. Để ủng hộ cho chương trình, rất mong quý vị nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video đến cho nhiều người xem nếu quý vị thấy thông tin là hữu ích. Xin cảm ơn quý vị và các bạn tiếp theo bản tin canada sẽ là phần tin thế giới với một số tin tức đáng chú ý sau đây ukraine lại bị tấn công nặng nề tại nhiều khu vực nga đang tìm cách kiểm soát hoàn toàn miền nam ukraine tổng thống zelensky cảnh báo nga đang có kế hoạch chiếm lấy các nước khác nga công bố sắp triển khai tên lửa mạnh nhất của mình có thể tấn công hạt nhân vào mỹ trong đợt nâng cấp vũ khí hạt nhân mang tính lịch sử khối châu Âu thông qua các quy tắc yêu cầu Facebook, Google và những công ty công nghệ khác xử lý nội dung bất hợp pháp trực tuyến. Một người đàn ông thiệt mạng sau khi tự thiêu trước tòa nhà tòa án tối cao Hoa Kỳ. Nhiều chuyến bay tại sân bay Amsterdam bị hủy do nhân viên hãng hàng không quốc gia đình công. Cô gái vị thành niên mất tích được tìm thấy đã chết, làm dấy lên sự phẫn nộ vì bạo lực giới ở Mexico. Tổ chức y tế thế giới cho biết, ít nhất một trẻ em đã chết sau khi gia tăng các trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em. Phẫn nộ gia tăng ở Thượng Hải vì biện pháp khóa cửa trong khi thành phố báo cáo nhiều ca tử vong do Covid-19. Một tay súng khiến ba người lớn và một trẻ em bị thương gần trường học ở Washington DC tự sát sau khi cảnh sát ập vào nhà các ca mắc sốt xuất huyết ở Sài Gòn gia tăng, đã có hai trường hợp tử vong. Khánh Hòa cấm du lịch đến đảo Bình Ba, Bình Hưng vì lý do an ninh. Hãng đồ chơi Mattel ra mắt búp bê Barbie phiên bản nữ hoàng Anh nhân kỷ niệm năm thánh bạch kim của bà. Cùng một số tin tức đáng chú ý khác, mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Sau đây là một số tin liên quan tới diễn biến tình hình giao tranh tại Nga và Ukraine. Ukraine lại bị tấn công nặng nề tại nhiều khu vực và Nga tìm cách kiểm soát hoàn toàn miền nam Ukraine. Các quan chức Ukraine cho biết, các lực lượng Nga ở Ukraine đã cố gắng vào một nhà máy thép có nhà ở của binh lính và dân thường tại thành phố Mariupol miền nam của Ukraine vào hôm thứ bảy. Đây là nỗ lực nhằm tiêu diệt các ổ kháng cự cuối cùng của Ukraine tại một địa điểm có giá trị chiến lược và là biểu tượng sâu sắc đối với Moscow. Trong các cuộc tấn công vào đêm trước lễ phục sinh chính thống giáo, các lực lượng Nga đã tấn công vào các thành phố và thị trấn ở miền Nam và miền Đông của Ukraine. Phó văn phòng tổng thống Ukraine đã ban hành lệnh giới nghiêm trên cả nước, kéo dài từ 7 giờ tối thứ Bảy cho tới 5 giờ sáng ngày Chủ nhật. Trong số 8 người bị thiệt mạng khi mà Nga bắn tên lửa hành trình vào thành phố cảng Odessa của Biển Đen, một em bé chỉ mới 18 tháng tuổi đã bị thiệt mạng. Tổng thống Zelensky cho biết có 18 người khác đã bị thương. Nga cho biết họ đã giành quyền kiểm soát một số ngôi làng ở những nơi khác ở miền đông Donbass và phá hủy 11 mục tiêu quân sự của Ukraine chỉ trong một đêm. Trong đó có ba kho chứa pháo và các cuộc tấn công của Nga cũng tấn công vào các khu vực đông dân cư. Số phận của những người Ukraine trong nhà máy thép rộng lớn bên bờ biển tại Mariupol vẫn chưa rõ ràng. Vào đầu ngày thứ Bảy, một đơn vị quân đội của Ukraine đã công bố một đoạn video được cho là đã quay trước đó hai ngày, trong đó một phụ nữ và một em bé đang ẩn náo dưới lòng đất một số người ở đó trong suốt hai tháng, nói rằng họ đã khao khát được nhìn thấy mặt trời. Hơn 100.000 người dân trong số khoảng 430.000 người khác trước chiến tranh tại Mariupol được cho là vẫn ở lại trong thành phố với nguồn thực phẩm, nguồn nước uống hoặc là nguồn nhiệt ít ỏi, cả nhà chức trách Ukraine ước tính rằng hơn 20.000 người dân đã bị thiệt mạng trong thành phố. Về phía Nga thì Bộ Quốc phòng Nga cho biết một nhân viên sửa chữa máy móc đã bị thiệt mạng, 27 người khác mất tích và 396 người được cứu sau vụ hỏa hoạn trên tàu tuần dương Moskva vào tuần trước, tuyên bố được đưa ra một tuần sau khi con tàu bị chìm. Nga tăng cường các cuộc tấn công tại miền đông Ukraine và Tổng thống Zelensky cảnh báo rằng Nga đang có kế hoạch chiếm lấy căn cứ hạt. Vào ngày thứ bảy, thống đốc Ukraine cho biết các lực lượng Ukraine đang rút lui khỏi một số nơi định cư để bảo toàn các đơn vị. Động thái này diễn ra khi một cuộc tấn công dữ dội đã đánh vào các tất cả các thành phố ở vùng Luhansk, trong khi Nga đang tiến hành cuộc tấn công ở phía đông. Cũng vào ngày thứ bảy, thì Nga cho biết họ đã bắn rơi một máy bay chiến đấu và phá hủy ba máy bay trực thăng của Ukraine tại một sân bay tại Kharkiv, một thành phố bị bắn phá nặng nề ở phía tây bắc của Donbass. phía Ukraine đã không phản hồi ngay lập tức về các tuyên bố của Nga, nhưng mà quân đội Ukraine cho biết họ đã phá hủy 177 máy bay và 154 máy bay trực thăng của Nga kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Hãng tin Reuters không thể xác minh một cách độc lập về các tuyên bố này. Trong khi đó, tình báo quân đội Anh cho biết lực lượng Nga đã không đạt được thành tựu trong vòng 24 giờ qua. Nga tìm cách kiểm soát hoàn toàn miền nam Ukraine Ông Rastam Minikayev, phó chỉ huy quân đội trung tâm của Nga, cho biết Nga đang hướng tới việc kiểm soát hoàn toàn miền nam và miền đông Ukraine trong thời gian diễn ra chiến tranh. Đây là lần đầu tiên Nga thừa nhận tham vọng giành lãnh thổ trong cuộc xâm lược Ukraine và đe dọa Moldova. Ukraine đã chỉ ra rằng các bình luận của ông Menekhaev là một bằng chứng cho thấy chiến tranh sẽ mở rộng ra bên ngoài của Ukraine. Theo đó, tổng thống Ukraine Zelensky cho biết cuộc xâm lược của Nga mới chỉ là bước đầu tiên mà Moscow đang có kế hoạch chiếm lấy các quốc gia khác. Trong bài phát biểu, tổng thống Zelensky cũng cho biết các đồng minh của Ukraine cuối cùng cũng đã chuyển giao vũ khí mà Kiev yêu cầu. Người phát ngôn của Điện Kremlin đã từ chối bình luận về việc Nga có muốn mở rộng mục tiêu hay là cách mà Moscow nhìn nhận tương lai chính trị của miền Nam Ukraine hay không. Nga đã công bố sắp triển khai tên lửa mạnh nhất có thể tấn công hạt nhân Mỹ trong đợt nâng cấp vũ khí hạt nhân mang tính lịch sử Hôm thứ Bảy, Nga cho biết họ có kế hoạch triển khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, gọi là tên lửa Samad mới được thử nghiệm của mình, có khả năng thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân chống lại Hoa Kỳ vào mùa thu. Tên lửa Samad có khả năng mang 10 đầu đạn hạt nhân và mồi nhữ trở lên. Nó được cho là có khả năng thực hiện các cuộc tấn công với các mục tiêu cách xa hàng ngàn dặm ở Hoa Kỳ hoặc là châu Âu. Mục tiêu mới này được ông Dmitry... Rogozin, người đứng đầu cơ quan vũ trụ Roscosmos, tuyên bố là một mục tiêu đầy tham vọng khi Nga đã báo cáo vụ phóng thử đầu tiên chỉ vào thứ Tư. Vụ thử tên lửa hôm thứ Tư diễn ra sau nhiều năm trì hoãn vì vấn đề kinh phí và kỹ thuật, đã đánh dấu sự phô trương sức mạnh của Nga vào thời điểm cuộc chiến ở Ukraine, đã khiến căng thẳng với Hoa Kỳ và các đồng minh tăng vọt lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Nga, ông Rogozin cho biết các tên lửa Samat sẽ được triển khai cùng một đơn vị ở vùng Krasnoyarsk của Siberia cách Moscow khoảng 3.000 km về phía đông. Theo đó, ông cho rằng vụ ra mắt siêu vũ khí mới này là một sự kiện lịch sử bảo đảm an ninh cho con cháu của Nga trong vòng 30 đến 40 năm tới. Viễn cảnh xung đột hạt nhân từng là điều không tưởng, giờ đây đã trở lại trong phạm vi có thể xảy ra, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres cho biết. Cũng liên quan đến tình hình Ukraine, tại Warsaw Ba Lan, Ba Lan và Ukraine đã ký một thỏa thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực vận tải đường sắt, nhằm giúp Ukraine duy trì trao đổi thương mại với nước ngoài khi cuộc xâm lược của Nga ảnh hưởng đến các cảng biển của nước này tại thổ nhĩ kỳ nhà ngoại giao hàng đầu của thổ nhĩ kỳ cho biết ankara đã đóng cửa không phận thổ nhĩ kỳ đối với các chuyến bay dân sự và quân sự của nga giữa nga và syria ở London, thì văn phòng của thủ tướng anh boris johnson cho biết ông johnson đã hứa rằng sẽ có thêm vũ khí quốc phòng được vận chuyển đến ukraine thủ tướng johnson cũng đã có cuộc điện đàm mới nhất với tổng thống zelensky vào chiều thứ bảy tại washington Ngũ giác đài Pentagon cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Lloyd Austin, sẽ triệu tập một cuộc họp vào tuần tới tại Đức với các quan chức quốc phòng và lãnh đạo quân đội từ hơn 20 quốc gia. Mục đích của cuộc họp này là nhằm để thảo luận về nhu cầu quốc phòng trước mắt và lâu dài của Ukraine. Liên quan đến các nền tảng trực tuyến Khối châu Âu thông qua các quy tắc yêu cầu Facebook, Google và những công ty công nghệ khác xử lý nội dung bất hợp pháp trực tuyến. Các nước liên minh châu Âu và các nhà lập pháp khối châu Âu hôm thứ bảy đã đạt được một thỏa thuận về các nguyên tắc mới, yêu cầu các gã khổng lồ công nghệ phải làm nhiều hơn nữa để giám sát nội dung bất hợp pháp trên nền tảng của họ. Thỏa thuận được đưa ra sau hơn 16 giờ đàm phán. Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số (DSA) là chiến lược thứ hai trong chiến lược chống độc quyền của giám đốc phụ trách chống độc quyền của khối châu Âu, Margaret Vestager, nhằm kiềm chế đơn vị Alphabet của Google, Meta của Facebook và những gã khổng lồ công nghệ khác của Hoa Kỳ. Theo đạo luật dịch vụ kỹ thuật số DSC, các công ty còn phải đối mặt với khoản phạt lên tới 6% doanh thu toàn cầu vì vi phạm các quy tắc Việc vi phạm nhiều lần thậm chí có thể khiến họ bị cấm kinh doanh ở châu Âu. Các quy định mới sẽ cấm quảng cáo có chủ đích nhằm vào trẻ em, hoặc là dựa trên những dữ liệu nhạy cảm như là tôn giáo, giới tính, chủng tộc và ý kiến chính trị. Các kiểu mô hình đen tối hay còn được biết đến là chiến thuật đánh lừa mọi người, cung cấp dữ liệu cá nhân trực tuyến cho các công ty cũng sẽ bị cấm. Ngoài ra, mỗi năm các công ty cũng phải trả một khoản phí lên tới 0,1% của thu nhập rồng hàng năm trên toàn thế giới để trang trải chi phí giám sát cho sự tuân thủ của họ. Điều này dự kiến có thể mang lại từ 20 đến 30 triệu euro hàng năm cho khối châu Âu. Và giờ trước khi Liên minh châu Âu đồng ý thỏa thuận này thì thuyết rồi cho biết họ sẽ cấm những quảng cáo mâu thuẫn với khoa học về tình trạng biến đổi khí hậu. Twitter cho biết họ sẽ không cho phép các nhà quảng cáo trên các dịch vụ chống đối sự đồng thuận khoa học về biến đổi khí hậu lặp lại chính sách đã được áp dụng tại Google. Không có dấu hiệu cho thấy sự thay đổi sẽ ảnh hưởng tới những gì mà người dùng đăng tải trên mạng xã hội, trong khi công ty công nghệ đối thủ Facebook đã bị nhắm mục tiêu bởi các nhóm tìm cách quảng cáo những tuyên bố sai lệch về biến đổi khí hậu. một người đàn ông đã bị thiệt mạng sau khi tự thiêu trước tòa án tối cao Hoa Kỳ. Sở cảnh sát Metropolitan cho biết một người đàn ông tự trong lửa thiêu sống tại tòa án tối cao Hoa Kỳ vào đêm thứ sáu đã qua đời, vào hôm thứ bảy vì vết thương của mình. Danh tính của người này được xác định là Win Bruce, dân cư tại Boulder, thành phố Colorado. Theo người phát ngôn của tòa án, vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 chiều ít phút sau đó thì một chiếc trực thăng y tế đã hạ cánh và đưa người đàn ông này tới bệnh viện địa phương không có người nào khác bị thương được ghi nhận khu vực này vẫn bị đóng cửa để điều tra thêm nhưng đây không phải là vấn đề liên quan tới an toàn công cộng người phát ngôn của tòa án cho biết trong một tuyên bố nhiều chuyến bay tại sân bay amsterdam bị hủy do nhân viên của hãng hàng không quốc gia đình công hàng chục chuyến bay đã bị hủy hoặc là bị khoảng vào ngày thứ Bảy tại sân bay Schiphol của Amsterdam sau khi một nhóm nhân viên xử lý hành lý của hãng hàng không quốc gia KLM đã đình công để phản đối điều kiện làm việc và tình trạng thiếu nhân viên. Cuộc đình công của các nhân viên xử lý hành lý của KLM đã diễn ra vào một trong những ngày bận rộn nhất trong năm tại trung tâm hàng không lớn của Hà Lan. Thời điểm mà kỳ nghỉ học chỉ mới bắt đầu cũng như các gia đình lần đầu tiên được đi máy bay trở lại trong kỳ nghỉ kể từ khi các quy định về coronavirus được dỡ bỏ ở nhiều quốc gia. KLM cho biết trong một tuyên bố, cuộc đình công có hậu quả sâu rộng đối với khách hàng và các đồng nghiệp khác của chúng tôi vào thời điểm bận rộng này. Hãng hàng không cho biết hiện nay họ đang đàm phán với các nhân viên đình công. Sân bay Chippo đã thông báo trên trang web về tình trạng hủy và trì hoãn của các chuyến bay và đồng thời khuyến cáo khách hàng hãy liên hệ với hãng hàng không để cập nhật thông tin về chuyến bay trước khi họ đến sân bay. Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ FAA đã xin lỗi vì đã không thông báo cho cảnh sát Capitol Hoa Kỳ về màn trình diễn nhảy dù vào cuối ngày thứ sáu, cơ quan cục hàng không liên bang Hoa Kỳ FAA đã xin lỗi vì đã không thông báo trước cho cảnh sát thủ đô Hoa Kỳ về một chuyến bay bằng máy bay nhỏ gây ra mối lo ngại về an ninh vào đầu tuần này. Trước đó vào hôm thứ tư, chiếc máy bay chở đội biểu diễn Golden Knights của quân đội Hoa Kỳ đã nhảy dù xuống sân vận động bóng chày National Park của Washington DC cách điện capitol của hoa kỳ hơn một dặm cảnh sát capitol hoa kỳ ban đầu cho biết họ đang theo dõi một máy bay gây ra mối đe dọa có thể xảy ra đối với khu phức hợp capitol nhưng vài phút sau đó họ thông báo rằng không có mối đe dọa nào chủ tịch hạ viện hoa kỳ nancy pelosi hôm thứ tư đã chỉ trích những gì bà nói là một sai lầm thái quá và đáng sợ của faa vì đã không thông báo cho cảnh sát Capitol về màn trình diễn được lên kế hoạch trước trên sân vận động bóng chày quốc gia Washington. Cô gái vị thanh niên mất tích được tìm thấy đã chết, làm dấy lên sự phẫn nộ vì bạo lực giới ở Mexico. Cơ quan chức năng cho biết, thi thể của một cô gái tuổi teen Mexico mất tích hồi tháng này ở bang Nuevo Leon đã được tìm thấy chìm trong bể chứa nước bên trong khuôn viên của một nhà nghỉ. Địa điểm này nằm gần với nơi cô được nhìn thấy còn sống sót lần cuối cùng. Daphne Escobar, một sinh viên luật 18 tuổi đã mất tích vào ngày 9 tháng 4, trong bối cảnh hàng loạt phụ nữ mất tích ở thủ phủ Monterrey của Nuevo Leon đã làm dấy lên các cuộc biểu tình và tăng cường giám sát quốc tế về bạo lực giới ở Mexico. Tổng trưởng lý bang là Gustavo Gurrero cho biết trong một video trực tiếp trên Facebook rằng thi thể được tìm thấy là của Dabani và nguyên nhân cái chết là do một vết thương sâu trong hộp sọ. Tất cả các cuộc điều tra đang được tiến hành. Nhận xét của ông Guerrero được đưa ra khi hàng trăm phụ nữ đã chặn đường cao tốc ở trung tâm đô thị Monterey để yêu cầu chấm dứt bạo lực giới. Những người biểu tình đã yêu cầu Bộ trưởng An ninh bang Aldo Fassi từ chức. Họ đã mang theo những tấm biển có tên và khuôn mặt của Dabanhi cùng những người phụ nữ địa phương khác mà đã mất tích hoặc được tìm thấy là đã chết trong thời gian gần đây. Cha của Dabanhi, ông Mario Escobar hôm thứ Sáu, đã buộc tội người tài xế chở con gái của ông rằng Người này đã cố gắng sờ soạn vào vòng 1 của cô theo trích dẫn cảnh quay của máy quay video và điều này cho thấy đây là nguyên nhân khiến Dabanhi phải ra khỏi xe Điều gì đã xảy ra sau khi cô ấy rời khỏi chiếc xe vẫn chưa được xác định rõ ràng. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương, ông Escobar cũng cáo buộc rằng các nhà chức trách đã xử lý sai cuộc điều tra. Ông nói, con gái tôi chết vì không đủ năng lực, chính quyền và vì những kẻ quấy rối tình dục. Chỉ trong năm nay, bang Nouveau Lyon đã ghi nhận 26 phụ nữ và trẻ em gái mất tích và thêm 5 người khác được tìm thấy đã chết sau khi họ được thông báo mất tích. Liên quan đến trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết ít nhất một trẻ em đã chết sau khi gia tăng các trường hợp viêm gan cấp tính này. Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ bảy cho biết, ít nhất một trường hợp tử vong ở trẻ em đã được báo cáo sau khi xuất hiện sự gia tăng của bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân. Cơ quan của Liên hiệp quốc cũng cho biết, tính đến ngày 21 tháng 4, có ít nhất 169 trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em đã được báo cáo tại 12 quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Israel, Đan Mạch, Ireland, Hà Lan, Ý, Na Uy, Pháp, Romania và Bỉ. 114 trong số 169 trường hợp là ở Vương quốc Anh. Các trường hợp được báo cáo là ở trẻ em từ 1 tháng tuổi đến 16 tuổi và có 17 trẻ đã phải ghép gan. Tổ chức y tế thế giới cho biết một loại virus cảm lạnh thông thường được gọi là adenovirus đã được phát hiện trong ít nhất 74 trường hợp. Trong khi đó, tình trạng mắc Covid-19 đã được xác định ở 20 trẻ em trong số những trẻ đã được xét nghiệm và có 19 trường hợp được phát hiện đồng nhiễm Covid-19 và adenovirus. Các quan chức y tế Hoa Kỳ đã gửi một cảnh báo trên cả nước rằng các bác sĩ phải đề phòng các triệu chứng của bệnh viêm gan ở trẻ em có thể liên quan đến virus cảm lạnh. Tổ chức y tế thế giới cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình và làm việc với các cơ quan y tế của Vương quốc Anh cùng với các quốc gia thành viên và các đối tác khác. Pfizer thu hồi một số lô thuốc huyết áp AQ Pro do có chất gây ung thư. Pfizer hôm thứ Sáu cho biết họ đã tự nguyện thu hồi 5 lô thuốc huyết áp Acupro của mình sau khi phát hiện nồng độ cao của các tác nhân gây ung thư được tìm thấy trong thuốc Nitrosamine. Theo nhà sản xuất thuốc cho biết họ không có bất kỳ báo cáo nào về các tác dụng phụ liên quan tới lô thuốc bị thu hồi. Được phân phối tại Hoa Kỳ và Puerto Rico từ tháng 12 năm 2019 cho tới tháng 4 năm 2022. Pfizer Canada cũng đã thu hồi tất cả ba lô Acrobo vào ngày thứ Năm sau khi phát hiện có cùng một loại hoạt chất vượt quá mức cho phép. Nitrosamine là hợp chất hóa học phổ biến trong nước và thực phẩm, nhưng mà nếu tiếp xúc trên mức cho phép trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ bệnh ung thư. Vào tháng trước, Pfizer cũng đã thu hồi một số lô thuốc huyết áp khác có tên là Acuretic và hai phiên bản rẻ hơn được phê duyệt do có chứa chất dễ gây ung thư. Phẫn nộ gia tăng tại Thượng Hải vì biện pháp khóa cửa trong khi thành phố này báo cáo nhiều ca tử vong do COVID-19 hơn. Thượng Hải đã báo cáo thêm nhiều trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 mới vào ngày 22 tháng 4. Trong khi đó, thì người dân tỏ ra giận dữ với việc khóa cửa khắc nghiệt và kiểm soát nghiêm ngặt. Thành phố đang chống chọi với đợt bùng phát coronavirus lớn nhất Trung Quốc cho đến nay đã báo cáo 12 ca tử vong do covid-19 mới vào thứ sáu, tăng so với 11 ca vào một ngày trước đó. Chính quyền Thượng Hải cho biết những bệnh nhân tử vong có độ tuổi trung bình là 88, tất cả đều có tình trạng sức khỏe cơ bản và không ai đã được tiêm phòng. Trên phương tiện truyền thông xã hội, cư dân mạng đã đấu tranh chống lại các biện pháp kiểm soát. Họ đã chia sẻ một đoạn video dài 6 phút có tựa đề The Voice of April là một bản dựng các giọng nói được ghi lại trong quá trình bùng phát ở Thượng Hải. Xoay quanh những tòa nhà chọc trời im liềm của Thượng Hải, đoạn video bao gồm những người dân phàn nàn về việc thiếu lương thực và thuốc men cũng như các chiến thuật nặng tay của chính quyền thành phố. Đoạn video đã bị xóa khỏi dịch vụ Blog Weibo vào sáng thứ Bảy, mặc dù một số bình luận chỉ trích các biện pháp kiểm soát vẫn tồn tại. Bất chấp sự tức giận và thất vọng của cư dân trong các khu dân cư bị phong tỏa của Thượng Hải, các quan chức địa phương khẳng định sẽ không có sự nới lỏng cho đến khi số ca nhiễm mới bên ngoài khu vực cách ly đã được kiểm soát. Đã có 20.634 ca nhiễm mới cục bộ không triệu chứng trong thành phố, tổng số ca có triệu chứng mới là 2.736 ca. Trung Quốc vẫn chưa giới thiệu vaccine mRNA của riêng mình và đã chọn không nhập khẩu những vaccine đã được phát triển ở nước ngoài. Tang Jai là một quan chức thành phố hôm thứ Bảy thừa nhận rằng tình trạng gián đoạn đang gây áp lực cho sức khỏe môi trường của Thượng Hải. Với chưa đến một nửa số công nhân vệ sinh của thành phố hiện đang hoạt động, ảnh hưởng đến tỷ lệ thu gom rác. xác nhận trường hợp Ebola ở Tây Equator của Congo. Cơ quan Y tế Congo hôm thứ Bảy cho biết một ca bệnh Ebola mới được xác nhận ở tỉnh Equator ở phía Tây của Congo tuyên bố bùng phát gần 4 tháng sau khi đợt bùng phát cuối cùng kết thúc ở quốc gia Trung Phi này. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, trường hợp duy nhất được xác nhận là một người đàn ông 31 tuổi bắt đầu có các triệu chứng vào ngày 5 tháng 4 và tìm cách điều trị tại cơ sở y tế sau hơn một tuần được chăm sóc tại nhà. Anh được đưa vào trung tâm điều trị Ebola hôm thứ Năm để được chăm sóc đặc biệt nhưng đã qua đời cùng ngày. Congo đã trải qua 13 đợt bùng phát Ebola được ghi nhận kể từ khi loại virus này lần đầu tiên được phát hiện tại quốc gia đầy xung đột vào năm 1976. Đây là lần thứ ba bùng phát dịch ở tỉnh Ecuador kể từ năm 2018. WHO cho biết bệnh nhân đã được chôn cất an toàn và trang nghiêm và những nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát đang được tiến hành. Các nhà chức trách đã bắt đầu kiểm tra và liên hệ truy tìm WHO sẽ bắt đầu tiêm phòng trong những ngày tới. Ebola lây truyền khi mà tiếp xúc với chất dịch cơ thể của người bị nhiễm bệnh hoặc là vật liệu bị ô nhiễm. Các triệu chứng ban đầu của Ebola là sốt và đau cơ giống như các bệnh thông thường khác, chẳng hạn như bệnh sốt rét. Ngoài việc tiêm chủng, hiện nay đã có phương pháp điều trị hiệu quả mà nếu được tiêm phòng sớm có thể cải thiện đáng kể cơ hội sống sót. Một tay súng khiến cho ba người lớn, một trẻ em bị thương ở gần với trường học Washington TC và tự sát sau khi cảnh sát ập vào nhà. Các quan chức cho biết, một tay súng đã khiến cho bốn người bị thương trong một vụ nổ tại một trường dự bị đại học ở Washington TC hôm thứ Sáu và đã kết liễu cuộc đời của mình khi mà cảnh sát ập vào nhà của anh ấy. Nghi phạm được xác định là Raymond Spencer, 23 tuổi, sống ở Tài súng đã được cảnh sát xác định từ video mà hắn ta đăng tải trên mạng xã hội. Video cho thấy những tiếng đạn súng phát ra ở tầng trên của một tòa chung cư gần với trường dự bị đại học Edmundburg. Từ tầng trên của cửa sổ, một bán hiệu được viết sai chính tả với dòng chữ "School shooting thay vì là school shooting. Cảnh sát trưởng thủ đô Washington Robert Conti cho biết, tay súng Spencer đã tự sát khi mà các nhân viên cảnh sát bước vào căn hộ của hắn ta. Căn hộ đã được bố trí theo kiểu bắn tỉa với vũ khí gắn trên giá ba chân. Bốn nạn nhân đã bị bắn một cách ngẫu nhiên khi mà họ di chuyển trên những con phố của quận colombia Ông Conti cho biết có ít nhất 20 viên đạn đã được bắn trong vụ nổ súng này. Trợ lý cảnh sát trưởng cho biết ba người đã bị thương và họ đã được đưa đến bệnh viện. Các nạn nhân bao gồm một người đàn ông 54 tuổi và một phụ nữ khoảng 30 tuổi và những vết thương nặng và một bé gái 12 tuổi bị thương ở cánh tay. Nạn nhân thứ tư là một phụ nữ khoảng 60 tuổi và đã được điều trị tại hiện trường vì vết thương nhẹ. Cả nhà chức trách cho biết họ không tìm thấy động cơ của vụ nổ súng lần này. Chuyển sang các bản tin liên quan đến Việt Nam. Việt Nam sẽ đón đợt nắng nóng mới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Việt Nam đã bắt đầu hứng chịu một đợt nắng nóng kéo dài vài ngày tới kể từ thứ Bảy. Trung tâm đã đưa ra cảnh báo đợt nắng nóng cho cả ba miền của quốc gia Đông Nam Á này cho đến hết ngày 28 tháng 4. Nhiệt độ dự kiến dao động trong khoảng 35 đến 36 độ C ở hầu hết các nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ, trong khi ở Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ dao động trong khoảng 34 đến 35 độ C. Trong thời gian này thì chỉ số tia cực tím đã tăng lên mức cực kỳ cao ngoại trừ thành phố Hà Long, phía Bắc tỉnh Quảng Ninh. Ngoài ra thì một số nơi còn có thể xuất hiện mưa rào và dông về chiều và đêm. Từ ngày 29 tháng 4, một vùng áp thấp có khả năng hình thành trên Biển Đông. Trong 3 hoặc 4 ngày cuối tháng 4, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi. Các ca mắc sốt xuất huyết ở Sài Gòn gia tăng đã có hai trường hợp tử vong. Sốt xuất huyết đã gây lo ngại lớn ở Sài Gòn trong năm nay khi các tỉnh phía Nam và thành phố đã ghi nhận số ca mắc bệnh nặng và tử vong tăng vọt trong vài tuần qua. Số liệu công bố ngày 22 tháng 4 của Sở Y tế thành phố cho thấy, Sài Gòn đã ghi nhận gần 4.500 ca mắc sốt xuất huyết, với 109 trường hợp bệnh nặng hiện đang được điều trị tại các bệnh viện địa phương tính đến giữa tháng 4. Đây là số liệu đáng báo động vì dịch sốt xuất huyết năm 2019 chỉ có 38 trường hợp nặng trong số hơn 20.000 ca mắc sốt xuất huyết. Năm nay thì số ca mắc sốt xuất huyết mới đang gia tăng và vẫn cao hơn so với các năm 2020 và 2021. Trước tình hình gia tăng các ca sốt xuất huyết nặng, các chuyên gia y tế địa phương cho biết số ca mắc thực tế trong cộng đồng có thể cao hơn nhiều so với số ca đã xác nhận. Tại Sài Gòn thì hai trường hợp tử vong liên quan đến sốt xuất huyết đã được ghi nhận do phát hiện và nhập viện trễ. Khánh Hòa cấm du lịch đến đảo Bình Ba và Bình Hưng vì lý do an ninh. Chính quyền của thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã quyết định cấm hoạt động du lịch trên đảo Bình Ba và Bình Hưng để đảm bảo an ninh cho các căn cứ quân sự tại Cam Ranh. Chính quyền thành phố nói rằng Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã thông báo cho các công ty lữ hành về lệnh cấm. Điều này có nghĩa là các công ty du lịch phải xóa các nội dung liên quan tới quảng bá du lịch tại hai hòn đảo trên trang web của họ. Các đảo Bình Ba và Bình Hương ngoài khơi thành phố Cam Ranh là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất của tỉnh Duyên Hải miền Trung. Hàng loạt các cơ sở lưu trú là nhanh chóng mọc lên như nóng trên hòn đảo này để khai thác thị trường du lịch. Về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, bản tin COVID-19 của Bộ Y tế ngày 23 tháng 4 cho biết có thêm 10.365 ca mắc mới. Trong ngày thì có 2.229 ca khỏi bệnh và thêm 6 ca tử vong. Hà Nội có 978 ca mắc mới, tại Sài Gòn số ca mắc mới là 76 ca. Các địa phương khác có số ca mắc cao là Phú Thọ có 753 ca, Bắc Giang 556 ca, Quảng Ninh có 538 ca, Nghệ An có 456 ca, Yên Bái có 440 ca, Vĩnh Phúc có 397 ca, Tuyên Quang có 338 ca, Lào Cai 334 ca, Gia Lai và Đắk Lắk mỗi nơi ghi nhận 318 ca. Kể từ đầu đại dịch đến nay, thì Việt Nam ghi nhận có 10.554.689 ca nhiễm, với 43.004 ca tử vong. Tổng số ca đã khỏi bệnh là trên 9 triệu người. Số bệnh nhân nặng đang được điều trị là 685 người. Tổng số liều vaccine đã được tiêm ở Việt Nam cho đến nay là trên 211,9 triệu liều. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Tiếp theo sẽ là một số tin tức giải trí. Mời quý vị tiếp tục theo dõi với biên tập viên Thiên Hà và Nhân Nguyễn. Chào mừng quý vị đến với bản tin giải trí ngày 24 tháng 4. Bản tin hôm nay bao gồm các thông tin chính như sau. Tác phẩm của nữ họa sĩ người Pháp gốc Việt được bán hơn 570.000 đô la Mỹ trong phiên đấu giá nghệ thuật. Phần phim kế tiếp của Dr. Strange bị cấm chiếu tại Saudi Arabia vì có nhân vật đồng tính. Hãng đồ chơi Mattel ra mắt búp bê Barbie phiên bản nữ Hoàng Anh nhân kỷ niệm năm thánh bạch kim của bà. Nữ rapper người Thái giúp doanh số bán soi xoài, xoài tăng vọt Thủ tướng Thái Lan cân nhắc đưa món ăn thành di sản văn hóa. Các nhà khoa học nhân giống thành công các loài san hô bị đe dọa ở bang Florida. Và đến với chuyên mục điểm phim của tuần này, mời quý vị theo dõi bộ phim Fight Club. Sau đây là bản tin chi tiết cùng với biên tập viên Thiên Hà. Tác phẩm của nữ họa sĩ người Pháp gốc Việt bán được hơn 570.000 đô la Mỹ trong phiên đấu giá nghệ thuật. Bức tranh Mẹ và Con của họa sĩ người Pháp gốc Việt Lê Thị Lựu vừa được bán với giá 529.200 euro, tương ứng với 573.700 đô la Mỹ trong một cuộc đấu giá trực tuyến của Sotheby's. Mặc dù bức tranh chỉ được định giá 80.000 euro, nhưng cuối cùng nó đã nhận được giá thầu cao nhất trong phiên Indochine, phiên đấu giá trực tuyến dành riêng cho mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20 diễn ra vào đầu tuần này. Theo Sotheby's, tác phẩm với chất liệu mực và màu trên lụa được thực hiện vào khoảng những năm 1960. Trung tâm của bức tranh mô tả một người mẹ đang bế đứa con của mình trên tay và người mẹ thì mặc một chiếc áo dài màu trắng. Nữ họa sĩ Lê Thi Lượng được cho là đã thực hiện bức tranh này để bày tỏ tình cảm của bà đối với gia đình và quê hương trong khoảng thời gian bà sinh sống ở Pháp. Họa sĩ Lê Thi Lượng sinh năm 1911 tại Bắc Ninh và bắt đầu theo đuổi con đường hội họa từ năm 14 tuổi. Bà được nhận vào cao đẳng mỹ thuật Đông Dương khi mới 16 tuổi, trở thành nữ họa sĩ đầu tiên của trường. Vào đầu những năm 1940, bà chuyển đến Paris sinh sống cùng chồng. Vào thập niên 1950, nữ họa sĩ đắm mình trong cội nguồn văn hóa Việt Nam với loạt tác phẩm mực và bột màu trên lụa. Chủ đề yêu thích của bà là phụ nữ và trẻ em Việt Nam với khuôn mặt rạng rỡ được thể hiện một cách chân thực. Từ năm 1971, bà về hưu và chuyển đến sinh sống ở miền nam nước Pháp và qua đời năm 1988. Phần phim kế tiếp của Dr. Strange bị cấm chiếu tại Saudi Arabia vì có nhân vật đồng tính. Bộ phim Dr. Strange In the Multiverse of Madness phần phim kế tiếp của dòng phim siêu anh hùng Dr. Strange sẽ không được công chiếu ở Saudi Arabia và một số quốc gia Trung Đông khác do có một nhân vật đồng tính. Tác phẩm tiếp theo mới nhất do Sam Raimi đạo diễn sẽ có sự góp mặt của một siêu anh hùng đó là America Trevor do Sochis Gomez thủ vai. Nhân vật của Gomez trong phim được cho là người đồng tính, đúng với cách nhân vật được mô tả trong truyện tranh Marvel. Phần tiếp theo của loạt phim Doctor Strange sẽ được phát hành tại Mỹ vào ngày 6 tháng 5 Ban đầu, bộ phim dự kiến phát hành ở Saudi Arabia và các vương quốc vùng Vịnh khác vào ngày 5 tháng 5. Nhưng trong khu vực này, đối với các bộ phim có liên quan hoặc có chứa yếu tố tình dục, đồng tính và tôn giáo, thông thường chúng sẽ bị cắt giảm để tuân thủ các quy tắc kiểm duyệt. Trong trường hợp này, Disney không muốn hoặc không thể thực hiện các chỉnh sửa theo yêu cầu của người kiểm duyệt. Như vậy, Doctor Strange in the Multiverse of Madness cũng sẽ chịu chung số phận với nhiều bom tấn khác của Disney như Eternals, West Side Story, những sản phẩm đã bị cấm chiếu vì có nhân vật đồng tính nữ. Loạt phim Doctor Strange thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel kể về siêu anh hùng cùng tên, anh vốn là một bác sĩ Mỹ đến Nepal để chữa vết thương từ tai nạn xe hơi, để rồi hấp thụ năng lượng siêu nhiên và thành phù thủy phi thường. Nữ siêu anh hùng nhí American Chavez sẽ lần đầu xuất hiện trong phần phim mới nhất của dòng phim siêu anh hùng này. Hãng đồ chơi Mattel ra mắt búp bê Barbie phiên bản nữ hoàng Anh nhân kỷ niệm năm thánh bạch kim của bà. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã tổ chức sinh nhật lần thứ 96 tại dinh thự Sacramento của mình trong hôm thứ năm. Sự kiện đã diễn ra với những tiếng súng chào mừng vang lên khắp London và Windsor cùng với các ban nhạc quân đội thể hiện ca khúc chúc mừng sinh nhật hình ảnh được gia đình hoàng gia chia sẻ trên instagram cho thấy nữ hoàng với nét mặt rạng rỡ đang đứng cùng với hai chú ngựa con màu trắng yêu thích của bà các bộ trưởng chính phủ vương quốc anh cùng với các thành viên hoàng gia đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến nữ hoàng người đã từ bỏ hầu hết các nhiệm vụ của mình trong năm nay vì lo ngại về sức khỏe của bà một số thành viên gia đình và chính trị gia của nữ hoàng cũng đã gửi lời chúc tốt đẹp đến bà thông qua hình thức trực tuyến. Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 96 của vị quân vương Anh tại vị lâu nhất trong lịch sử, hãng sản xuất đồ chơi Mattel có trụ sở tại Mỹ đã cho ra mắt búp bê Barbie phiên bản nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Phiên bản búp bê Barbie này mặc một chiếc váy màu trắng nga, đeo giải ruy băng màu xanh lam, được trang trí cùng với các huy chương. Búp bê Barbie còn đội chiếc vương miện mà nữ hoàng đã đội trong ngày cưới của mình búp bê Barbie nữ hoàng Anh sẽ được bày bán tại các cửa hàng trên khắp London trước lễ kỷ niệm năm thanh bạch kim chính thức của nữ hoàng diễn ra vào đầu tháng 6. Nữ rapper người Thái giúp dân số bán soi xoài, xoài tăng vọt. Thủ tướng Thái Lan cân nhắc đưa món ăn thành di sản văn hóa. Người hâm mộ của rapper Thái Lan, Millie, đã rủ nhau thưởng thức món xoài xoài ở Bangkok trong tuần này, sau khi cô gái 19 tuổi đã ăn một ngụm món tráng miệng rất được yêu thích trên sân khấu lễ hội âm nhạc Coachella ở Mỹ. rapper Millie là nghệ sĩ solo Thái Lan đầu tiên biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Pop and Indie Rock thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ hàng năm. Các nghệ sĩ nổi tiếng nhất năm nay bao gồm Harry Styles, Billie Eilish và nhóm nhạc Swedish House Mafia. Danh số bán xoài xoài của Thái Lan đã tăng vọt sau khi Milly đã mang một tô xoài xoài nổi tiếng lên sân khấu và cắn vài miếng khi cô trình diễn ca khúc có tên Mango Sticky Rice vào tuần trước. Thủ tướng Thái Lan trong tuần này cho biết Bộ Văn hóa xem xét đăng ký món xoài xoài vào danh sách di sản văn hóa của UNESCO. Xoài xoài là một món ẩm thực nổi tiếng ở Thái Lan, bao gồm xoài ngọt ngầm nước cốt dừa, ăn kèm với xoài chín. Người dân nơi đây thường thưởng thức món ăn này để giải nhiệt trong những tháng nóng ẩm, đặc biệt là tháng 3 và tháng 4. Chủ sở hữu của Mayberry, một nhà cung cấp xoài xoài nổi tiếng, cho biết bên cạnh việc xoài xoài đã vào mùa, mang trình diễn của Muley cũng đã giúp doanh số bán hàng tăng hơn 100%. Khách hàng cũng đổ xô đến các khu Chinatown ở Bangkok nơi mà các nhà cung cấp phải tăng gấp đôi lượng xoài dự trữ để đáp ứng cơn sốt xoài xoài hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt này. Các nhà khoa học nhân giống thành công các loài san hô bị đe dọa ở bang Florida. Tổ chức cứu hộ san hô hôm thứ năm cho biết các nhà khoa học đã nhân giống thành công một loài san hô bị đe dọa ở ngoài khơi bờ biển Florida. Rạn san hô ở bang Florida và vùng Caribbean đang phải đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt ngày càng tăng bởi bệnh mất mô sen hô stony căn bệnh làm mất màu sắc của sen hô và cuối cùng là cướp đi sự sống của nó trong những tuần gần đây trung tâm cứu hộ sen hô florida đã nhân giống hàng trăm loài sen hô mới của một loài được gọi là sen hô xương rồng thô tại một cơ sở rộng 2.000 feet vuông chứa tổng cộng 18 loài sen hô florida đang bị đe dọa bởi căn bệnh này bệnh mất mô sen hô stony lần đầu tiên được quan sát diễn ra ở gần Miami vào năm 2014. Đến năm 2017, nó đã lây lê lan đến rạn sen hô ở cực bắc của Florida và sau đó vượt qua Key West về phía nam. Các loài sen hô trở thành nạn nhân của căn bệnh có tỷ lệ tử vong từ 66 đến 100% khiến chúng có khả năng chết dần hơn so với hiện tượng tẩy trắng sen hô. Bệnh mất mô sen hô Stony đại diện cho một mối đe dọa khác đối với các rạn sen hô trên thế giới vốn đã phải đối mặt với một mối đe dọa hiện hữu do biến đổi khí hậu. Thiệt hại đối với các rạn san hô cũng là một trong vô số các vấn đề mà các nhà hoạt động đang tìm cách nâng cao nhận thức trong dịp kỷ niệm ngày trái đất hôm thứ Sáu, 22 tháng 4 năm nay. Cùng đến với chuyên mục điểm phim của tuần này, mời quý vị theo dõi bộ phim Fight Club Fight Club là một bộ phim điện ảnh mang phong cách u ám của Mỹ, ra mắt vào năm 1999 do David Fincher làm đạo diễn. Bộ phim được dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Chet Palahniuk, có sự tham gia của Brad Pitt và Edward Norton. Trong bộ phim này, nam diễn viên Edward Norton vào vai một gã đàn ông không rõ danh tính xuất hiện với vai trò là người dẫn chuyện. Mặc dù có cuộc sống vật chất đầy đủ, Người dẫn truyện này vẫn cảm thấy cuộc đời của mình quá đổi đơn điệu. Hơn nữa, gã ta còn bị mắc chứng bệnh mất ngủ. Để thoát khỏi tình trạng này, gã ta đã tìm đến các câu lạc bộ hỗ trợ giúp những người bị mắc bệnh hiểm nghèo, lấy các tên gọi khác nhau, giả vờ bị những bệnh khác nhau để được lắng nghe và an ủi. Buổi tối trở về nhà, gã ta đã có thể ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Một thời gian sau, người dẫn chuyện gặp gỡ hai con người đã vĩnh viễn thay đổi cuộc đời gã. Một cô gái tên Mala Singer, người đã lang thang ở các câu lạc bộ trợ giúp để kiếm cà phê miễn phí, và Tyler Durden, một tay buôn xà phòng phiêu bạc với triết lý bất cần đời. Người dẫn truyện sau đó đã cùng với Tyler lắp nên một câu lạc bộ đánh nhau, Fight Club. Đúng với tiêu chí của nó, câu lạc bộ lập ra nhằm để tập hợp các gã đàn ông lại với nhau để lao vào cuộc đấm tay đôi và cũng là cách để quên đi hết cuộc sống xã hội của họ. Tuy nhiên, ý nghĩa thực sự của Fight Club không chỉ gói gọn ở đây, cũng như cô gái lang thang Marla và gã buôn xà phòng Tyler mà người dẫn chuyện quen biết. Họ cũng đều mang dáng dấp của những bí ẩn mà gã chưa từng biết đến. Bộ phim Fight Club hiện đang được phát trên Crave Star. Sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 23 tháng 4 như sau: 1 đô la Mỹ bằng 23.123 đồng Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước thông báo tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với đô la Canada áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2022 đến 27 tháng 4 năm 2022 như sau: một Canada bằng 18.367 đồng Việt Nam. Trong khi đó, một đô la Canada bằng 0,7873 đô la Mỹ và bằng 0,7292 đồng euro. Giá dầu thô WTI là 102,10 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 106,70 đô la Mỹ một thùng. Còn giá vàng là 1931,96 đô la Mỹ một ounce. Và trước khi kết thúc bản tin hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện ngắn cuối tuần. Một câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống, đó là câu chuyện bài học về việc cãi nhau với giọng đọc của Ngọc Yến. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin Canada và Thế giới hàng ngày trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để đón theo dõi những video mới tiếp theo kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày. Và cũng có các video về văn hóa, du lịch, sức khỏe và đời sống được cập nhật liên tục trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi. Chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn một Chủ nhật an lành và một tuần mới nhiều may mắn và nhiều thành công. Hoàng Anh, Tuấn Liêm cùng nhóm biên tập xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Câu chuyện cuối tuần bài học về việc cãi nhau một giáo sư tâm lý học của trường đại học cambridge hỏi các sinh viên của mình tại sao khi con người cãi nhau thì họ lại gào lên rất to một sinh viên đáp bởi vì họ đánh mất sự bình tĩnh của mình vị giáo sư hỏi nhưng tại sao phải hét lên ngay cả khi người ta đứng kế bên chẳng nhẽ không thể nói chuyện với người đó nhẹ nhàng tại sao lại hét lên khi mất bình tĩnh lần lượt các sinh viên bắt đầu đưa ra ý kiến của mình nhưng không ai trong số họ thỏa mãn câu hỏi của giáo sư cuối cùng vị giáo sư giải thích lý do tại sao điều này xảy ra khi con người không đồng lòng với nhau và cãi nhau trái tim của họ càng trở nên xa lánh nhau để nghe thấy nhau trong khoảng cách đó họ phải hét lên họ càng tức giận thì càng phải la hét to hơn điều gì sẽ xảy ra đối với những người yêu nhau đối với nhiều trường hợp họ không gào thét ngược lại họ nói chuyện nhẹ nhàng bởi vì trái tim của họ rất gần nhau khoảng cách giữa chúng là rất nhỏ và khi tình yêu của họ mạnh hơn nữa giáo sư tiếp tục họ chỉ thì thầm và càng trở nên gần gũi hơn trong tình yêu của họ cho đến lúc chỉ cần nhìn nhau thôi là hiểu nhau không cần nói điều gì vì vậy, khi cãi nhau, cố gắng đừng để cho trái tim xa lánh nhau, đừng nên nói những lời làm tăng thêm khoảng cách giữa bạn và người đối diện, bởi vì có thể đến một ngày nào đó, khi khoảng cách trở nên quá lớn, bạn sẽ không còn tìm thấy đường để trở lại nữa.